dài tôi lại ai về giữa sử dụng tù hạt tù mạch ở Origami Papa.
I went up to my channel and I say, I would like to show you how to make an origami flavor. I hope you enjoy this. Thank you.
dấu này. Ở đây dấu của đây là dấu. Đây. Thank you.
I hope you enjoy making that for them.